Nhóm nhạc nữ giàu nhất năm 2022, Girl on Top, Blackpink và Girl Generation là ba nhóm nhạc nữ giàu nhất K-pop, sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD. Girl on Top, 55,2 triệu USD. Girl on Top là nhóm nhạc nữ K-pop, trực thuộc công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc Số Máy Entertainment. Nhóm mới ra mắt vào ngày 1 tháng 1, nhưng 7 thành viên không xa lạ gì với người hâm mộ K-pop, bao gồm nữ hoàng K-pop Hoa. Hai người đẹp của Girl Generation là Taejeon và Hyojeon, Wendy và Seungi đều đến từ Red Velvet cùng với The Winter và Karina của aespa. Mới hoạt động gần một năm, nhóm phát huy tối đa danh tiếng của từng nữ idol để đạt được vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Bằng chứng là kiếm được số tiền đáng nể 55,2 triệu USD, giữ hạng 3 trong danh sách nhóm nhạc nữ K-pop giàu nhất năm 2022. Blackpink, 62 triệu USD. Blackpink được cho là nhóm nhạc nữ K-pop thành công nhất từ trước đến nay. Tháng 9, nhóm trở lại đường đua âm nhạc với album phòng thu thứ 2 Bonpink. Người hâm mộ lo sợ đây có thể là album cuối cùng của nhóm khi lễ kỷ niệm 7 năm ra mắt sắp diễn ra vào năm tới. Nhiều nhóm nhạc đình đám như Sita, 4minutes và 2NE1 đều tan rã sau cùng một khoảng thời gian, khiến nhiều người càng tin vào lời nguyền 7 năm nổi tiếng trong K-pop. Bất kể điều đó, 2022 vẫn là năm đáng nhớ đối với bốn cô gái nhà IG. Các sản phẩm âm nhạc và chuyến lưu diễn Bonpink liên tục lập các kỷ lục về doanh thu, lượng người truy cập. Bên cạnh đó, các hợp đồng béo bở với những thương hiệu hàng đầu như Dior, Calvin Klein và Samsung cùng các hoạt động trên Instagram và YouTube mang đến cho Blackpink khoản thu khổng lồ trong năm 2022. SCMP Style ước tính Blackpink kiếm được tổng cộng 62 triệu USD. Girl S Generation, 100 triệu USD. Dù không hoạt động nhóm sôi nổi như thời kỳ đỉnh cao, Girl S Generation vẫn giữ được vị thế mà nhiều nhóm nhạc nữ K-pop mơ ước. Tháng 8, các cô gái nhà SM phát hành album kỷ niệm 15 năm kể từ khi ra mắt, Forever 1. Đây là dự án đầu tiên của họ sau 5 năm, kể từ Holiday Night năm 2017. Năm 2007, Số Máy Entertainment giới thiệu với công chúng nhóm nhạc nữ mới có tên Girl Generation, còn được gọi là NSD. Ban đầu nhóm bao gồm 9 thành viên bao gồm Taejeon, Sunny, Tiffany, Hyojeon, Juri, Suzang, Runa, Seohwin và Jessica. Sau đó, Jessica rời nhóm. Họ là đại diện tiêu biểu thế hệ thần tượng thứ hai của K-pop, được công chúng gọi bằng danh xưng nhóm nhạc nữ quốc dân. Theo Korea Boo, năm 2020, Girl Generation trở thành nhóm nhạc nữ thứ hai trên thế giới bán được hơn 100 triệu bản ghi kỹ thuật số và vật lý, chỉ sau The Supremes của Mỹ. Ghi giữ kỷ lục là bài hát của nhóm nhạc thần tượng được tải xuống nhiều nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Những năm gần đây, các thành viên trong nhóm tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Nhờ danh tiếng của nhóm, mỗi cô gái đều đạt được thành công nhất định. Phần lớn thu nhập của họ đến từ việc lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, cũng như các hợp đồng quảng cáo béo bở với các thương hiệu lớn. Nhờ đó, tổng giá trị tài sản dòng ước tính của nhóm lên con số khổng lồ 100 triệu USD.